Xin chào tất cả anh em miền Trung, để mọi người không phải chờ đợi lâu, tôi xin đi thẳng vào nội dung chính, xin trân trọng giới thiệu với mọi người đây là húp Nghĩa Hành và húp Bình Sơn. Khoan, dừng tầm 2 giây, anh em nhớ vote cho video này nhá, cảm ơn tất cả anh em, 1, 2, 3, zo zo zo. Và đây là lúc anh em tôi đi giao hàng và sống ảo a hi hi hi. Sáng thiện. Chào tất cả anh em. Hiên ngang bước sóng gió. Minh Lan chào tất cả anh em. Và cuối cùng là những bức ảnh kỷ niệm của chúng tôi qua những ngày tháng from Shopee Express with love.